Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô bác một món dưa chua rất là ngon và làm thì cực kỳ dễ luôn. Đó chính là bầu ngâm chua ngọt. Đây là cái đĩa bầu mà em vừa làm xong nè quý cô bác. Nhìn cái màu khá là đẹp luôn ha. Khi ăn thì bầu rất là giòn, có vị mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua và cay cay nữa. Nghe nói không là thấy hấp dẫn rồi phải không quý cô bác? Có rất nhiều loại rau củ mà quý cô bác có thể ngâm chua ngọt, nhưng mà nói đến bầu thì chắc là rất là lạ luôn phải không quý cô bác? Nhưng mà đảm bảo rất là ngon nha. Món này dùng để ăn kèm với các món kho, món xào mặn hoặc là thịt chay nướng. Ta nói ăn hết nồi cơm không hay luôn á. Quý cô bác đang xem video, nếu thấy thích món bầu ngâm chua ngọt mà em làm thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Và đây là tất cả nguyên liệu mà em đã chuẩn bị. Ở đây em có 800g bầu. Phần bầu này em đã phơi cho nó khô rồi nè. Và cách phơi bầu như thế nào thì một chút xíu em sẽ chia sẻ sau nha. Bầu nó đã khô và nó dẻo, rất là dẻo luôn nè. Khi mà nó dẻo như thế này thì chúng ta mang đi làm dưa chua nó mới ngon. Tiếp theo em có là 2 muỗng canh bột. Em sẽ dùng bột gạo nha. Và 150g muối hạt. Và tiếp theo đó chính là nước. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi phơi bầu thôi. Phơi bầu thì đây em chọn là 2 quả bầu. Bầu quý cô bác chọn bầu non nha. Đừng có chọn bầu già quá thì cái phần ruột bên trong nó sẽ không có ngon. Và khi mua bầu thì quý cô bác chọn cái trái bầu nó suông như thế này, để nó cái phần ruột nó không có nhiều. Bầu thì quý cô bác cắt độ dày khoảng 1cm là được. Và chúng ta sử dụng luôn cái phần vỏ luôn nha. Bầu sau khi mua về, quý cô bác cắt hai đầu ở quả bầu và ngâm vào nước khoảng 30 phút để cho cái chất mủ ở trong bầu nó tiết ra. Sau đó thì mình rửa cho thật sạch quả bầu lại và mang đi cắt miếng như thế này. Rồi chúng ta đi phơi nắng nữa là xong. Phơi khoảng một nắng gắt là bầu nó đã khô rồi. Phơi nắng để cho bầu khô và dẻo lại. Chủ yếu là bầu nó sẽ dẻo. Khi mà mình ngâm với muối thì bầu nó sẽ giòn trở lại. Bầu phơi không khô và dẻo, khi ngâm với nước muối thì bầu nó không có giòn mà nó sẽ bị nhũn đấy. Món này nghe khá là lạ luôn phải không quý cô bác? Nhưng mà rất là ngon luôn nha. Quý cô bác có làm dưa bằng vỏ dưa hấu chưa? Vỏ dưa hấu mà cái phần vỏ trắng đó, chúng ta làm dưa cũng rất là ngon luôn đó. Sau khi ăn dưa hấu xong thì quý cô bác loại bỏ đi cái phần vỏ xanh, mình giữ lại cái phần vỏ trắng và phơi cho nó heo héo như thế này nè. Sau đó đem đi ngâm nước mắm, thêm chút xíu giấm đường, tỏi ớt. Chàng ơi, ăn ngon dữ lắm luôn á. Sau khi bầu cắt xong thì quý cô bác cứ trải đều ra như thế này, trải trên một cái rổ, cái nia hoặc là cái thúng như thế nào cũng được. Chúng ta mang đi phơi nắng gắt. Còn nhà bạn nào mà có máy sấy thì mình có thể cho vào máy sấy để mà sấy nha. Trời hôm nay nắng khá là gắt cho nên em sẽ mang đi phơi nắng. Phơi đây tới chiều là chúng ta có thể đem đi ngâm được rồi. Phơi khoảng 3-4 tiếng thì quý cô bác chở cái miếng bầu này lật ngược trở lại để cho nó khô đều. Đây là những miếng bầu mà nó đã khô rồi nè quý cô bác. Nó đã rất là dẻo rồi. Khi mình bóp lại như thế này nó không còn bể và không còn thấy cái nước nó tiết ra nữa. Như vậy là chúng ta mang vào bếp và làm thôi. Bây giờ em sẽ cho 2 muỗng canh bột này vào trong nước và khuấy cho nó tan thật đều. Sau đó mang cái nước này đi ngâm bầu. Nếu quý cô bác không dùng nước bột thì chúng ta có thể dùng nước vo gạo cũng được. Tiếp theo là cho phần muối hạt vào đây luôn. Em sẽ cho vào đây là 150g muối. Rồi bây giờ chuẩn bị ngâm bầu nha. Em sẽ chuẩn bị một cái hộp và có nắp đậy luôn nha. Bây giờ sẽ cho bầu vào.
Quý cô bác có thể dùng một cái dĩ nhỏ hoặc là một cái rổ nhỏ, sau đó mình gài nó xuống cho thật chặt như thế này, để khi mình cho nước vào thì cái phần bầu nó không có bị nổi lên trên. Và phần nước ngâm này nó phải ngập bầu nha, nó sẽ giúp cho bầu trắng. Miếng bầu nào mà nổi lên trên mặt nước thì miếng bầu đó nó sẽ bị đen đó. Nếu mà nước không đủ thì chúng ta có thể thêm vào. Bây giờ em sẽ gài cho thật là chặt lại nha, cho những miếng bầu này nằm hoàn toàn ở trong nước, nó không có bị nổi lên trên bề mặt. Bầu ngâm như thế này là được rồi nè quý cô bác. Em sẽ để 5 ngày sau nha. 5 ngày sau để cho phần bầu lên men xong, nó có vị chua rồi chúng ta mới mang đi trộn. Và đây là bầu em đã ngâm được 3 ngày rồi nè. Nó đã có những cái ván men chua rồi nè. Nhưng mà như vậy chưa được đâu. Muốn chua nhiều thì quý cô bác cần phải để thêm 2 ngày nữa. Và tùy theo quý cô bác thích ăn chua nhiều hay là chua ít mà chúng ta có thời gian ngâm thích hợp nha. Có thể ngâm hơn 5 ngày cũng được. Và đây là sau 5 ngày nè. Rất là nhiều cái ván men chua nó đã nổi lên trên. Bây giờ chúng ta vớt cái phần bầu này ra nha. Miếng bầu rất là giòn luôn. Có vị mặn mặn và chua chua nữa. Bây giờ em sẽ vớt bầu ra rổ. Tiếp theo là đi rửa lại thật là sạch. Rửa nước được vài lần thì phần bầu bây giờ nó cũng đã sạch rồi, vị mặn nó cũng đã bớt mặn rồi, nhưng mà nó còn vị chua nha quý cô bác. Nhìn rất là ngon ha. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu trộn thôi. Ở đây em sẽ dùng là 3 muỗng canh đường, một ít tỏi băm và ớt. Quý cô bác nào không ăn được tỏi thì mình không cần để nha. Bây giờ thì chuẩn bị một cái thau nè. Tiếp theo là cho bầu vào. Và tiếp theo nữa là cho đường vào. Em sẽ cắt ớt vào đây nha. Ớt thì quý cô bác có thể dùng ớt bột hoặc là ớt trái cũng được, tùy theo sở thích. Thích ăn cay nhiều thì mình để nhiều, thích ăn cay ít thì mình để ít thôi. Còn quý cô bác nào mà ăn chay không có dùng tỏi thì mình có thể dùng cần tàu hoặc là ngò rí, mình trộn vào cũng rất là thơm. Bây giờ em sẽ trộn cho thật đều, sau đó thì cho vào hộp, đậy kính nắp lại, bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh. Như vậy là 24 giờ sau là chúng ta đã có món bầu ngâm chua ngọt rất là ngon rồi đó. Giờ em sẽ đậy nắp lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản thôi nha. Hôm sau em sẽ cho quý cô bác xem thành quả của em. Và đây là món bầu ngâm chua ngọt mà em đã hoàn thành nè quý cô bác. Có mùi rất là thơm nha. Bây giờ em sẽ xếp ra đĩa. Bầu rất là giòn luôn á. Giờ em sẽ xếp thành hình bông hoa nhìn cho nó xinh xinh nha. Khi ăn thì quý cô bác có thể để nguyên miếng như thế này hoặc là cắt nhỏ ra đều được. Hôm nay em bị khan tiếng rồi, giọng nói có hơi khàn khàn, hơi khó nghe một chút xíu. Em đang cố gắng nói cho thật là rõ cho quý cô bác dễ nghe.
Nhưng mà quý cô bác đang xem video, nếu thấy khó nghe thì hãy thông cảm giùm em nha. Cho lên trên một vài lát ớt nữa. Nhìn y như cái bông hoa mẫu đơn luôn ha quý cô bác. Nhìn rất là đẹp mắt luôn á. Món này làm cũng không có kỳ công lắm, nhưng mà chỉ có thời gian ngâm thì nó lâu thôi, nhưng mà làm thì rất là đơn giản phải không? Ăn rất là ngon, có vị mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua. Chua mà gọi là chua nhẹ, tại vì đây là nó lên men tự nhiên mà, nó không có chua đậm như là mình sử dụng giấm hoặc chanh. Em đã hoàn thành xong món bầu ngâm chua ngọt rồi nè, nhìn rất là hấp dẫn luôn ha, ăn cực kỳ ngon luôn nha. Cái này mà có thêm một ít kho quẹt nữa, ăn cùng với cơm, ôi thôi nó ngon chịu không nổi. Em xin chúc quý cô bác có những bữa cơm chay thật là ngon miệng nha. Còn bây giờ thì video của em cũng xin kết thúc tại đây thôi. Chân thành cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác xem video nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo mà em đăng lên. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video sau. Chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt nha. Bye bye.